Hello, xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bình Luận Viên Trường Sinh. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau cập nhật những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất của đội tuyển Việt Nam. Vợ sắp cưới của Công Phượng có học thức và gia thế cực khủng. Tiền đạo Công Phượng sẽ làm lễ ăn hỏi với bạn gái vào ngày 3 tháng 6. Tuy nhiên vì muốn riêng tư nên cầu thủ vẫn giữ kín thông tin buổi lễ và tránh tiếp xúc với truyền thông. Thông tin chàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam làm lễ đính hôn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi chân sút này có thời gian rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Vậy cô nàng được cho là rất may mắn khi được sắp được chung một nhà với Messi Việt Nam là ai? Nhân vật nữ tên là Viên Minh, cùng sinh năm 1995, bằng tuổi với Công Phượng. Được biết, Viên Minh còn khiến nhiều người rất ấn tượng khi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, vừa hoàn thành chương trình học thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, bạn gái Công Phượng làm việc cho công ty của gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ giỏi giang, bạn gái của Công Phượng cũng có ngoại hình xinh xắn. Cặp đôi đã bắt đầu tìm hiểu một thời gian khá dài, nhưng họ đã quyết định giữ kín chuyện tình với người hâm mộ và truyền thông. Tuy nhiên, việc cả hai hẹn hò này cũng từng được dân tình phát hiện khi tiền đạo câu lạc bộ còn chơi ở Bỉ. Công Phượng và Viên Minh bị nghi là đã đi du lịch khắp châu Âu cùng nhau. Số người của đội tuyển Việt Nam còn ghé sang Hà Lan để thăm đồng đội Đoàn Văn Hậu. Trong thời gian qua, Công Phượng và bạn gái không để lộ bất cứ thông tin gì về mối quan hệ của cả hai trên mạng xã hội. Đến khi Công Phượng làm lễ ăn hỏi, danh tính của bạn gái cầu thủ này mới được tiết lộ. Dù khá bất ngờ với tin Công Phượng đính hôn, nhưng chắc chắn mọi người sẽ vui mừng cho tiền đạo này vì sự nghiệp của anh tại câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy sự khởi sắc. Lại thêm chuyện tình cảm thuận lợi, hy vọng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thăng hoa trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay, xin hãy nhấn nút subscribe and like và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những kết quả, những tin tức mới nhất, hot nhất đến từ Tin Hot 24 giờ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.